ở đây là ở đâu anh ở đây là Trời cái gì xã lộc ninh huyện à. minh châu à xã lộc ninh huyện minh châu tây ninh cái nước nước thủy lợi vô trong đây nước lợi. rồi cây bão số 9 vừa rồi đang ức chế cái nó tràn lên đây Trời, nó tràn ngập ở dưới tại, kia. tại cái đường này kia là ngập bước này ngập luôn mà thì hôm 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 trước tết đó, thì mấy cây này nó bị ngập thì đang ức chế sinh trưởng mà thì nó không có, có ra bông được Đúng rồi. thì thì tuấn mới nói anh anh, anh trinh á anh làm cái dùng cái oligo ức chế nhưng mà nó không cái gì dùng uh, mình biết là dùng phi một lít oligo thì anh dùng lại nửa lít oligo rồi lại pha hai lít vô thì ở trên là ức chế mà ở dưới đổ amino hả anh sợ anh anh, anh à, đúng rồi. <laughs> tại vì cây nó cũng không đẹp nên là nhưng mà nó vẫn ra tại vì uh, người miền tây người ta bây giờ người ta sợ cái bách lo rồi anh à, em uh, đến mùa trái vụ thì em nói là em không muốn can thiệp nhiều sợ người ta mất ngủ à tức là những cái cây mà anh anh đánh dấu đỏ đây là à, những cây là hôm trước không, có ra bông. không có ra bông à rồi đây thì à, mấy cái bông đầu cành thì lặt luôn từ nhỏ đi anh cho nó đỡ bị mất sức mình giữ trong đây thôi dạ yeah. bông đầu cành mình lặt từ nhỏ luôn để nó đỡ mất sức dạ yeah. cây nó suy anh nó mới ra ở ngoài ngọn cái cây nó sung là không bao giờ khúc này không bao giờ ra nó chỉ ra khúc trong thôi sang năm nó sẽ được điều này lặt hết à tức là những cái cây mà đánh dấu đỏ đó thì đứng không ra. À, à, cũng nói luôn nha cái cái mà ức chế sinh trưởng đó thì chúng ta dùng một phi một lít uh, oligo phun lên da, phun lên cây và phun ra rìa tăng lá sau đó tưới sơ nước lại để cho cái ô cái chất chi tinh đó, từ cái vỏ con tôm đó thì chiết xuất ra oligo có chất chi tinh thì nó là bọc cái rễ lại và trên này nó bao các cái lá lại để nó làm giảm khả năng quan hợp ở dưới này thì ngăn không cho lấy dinh dưỡng và sau đó theo tự nhiên thì trong đất á, ở ở trong đất một thời gian là tự động nó phân hủy thôi à, nó lành tính lắm và ở miền tây thì cũng nói luôn là nếu mà ức chế sinh trưởng đó mà nếu mà trong mùa nắng gắt á, như thế này đó thì không 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 cần phải làm cỏ nhưng mà những cái cái vườn mà để em qua bên này luôn à, những cái vườn mà mà hơi thấp đó, thì nên nên phát cỏ sạch hết đi rồi hãy phải phun oligo để cho nó mình giúp cho cái cái độ hốc của đất cái mà rồi cũng nói luôn nè có một số nông dân nó nhiều quá mà thì cái này nó chuyển qua khô nè người ta cũng gọi người ta lo đó người ta lo tao có giờ nó phải khô đi nó nghe tự động nó đào thải nha và cũng không cần phải lặt bông đó vừa rồi em về với bến tre cái uh, cây nó bự dữ lắm nó bự nó mười 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 bảy mười tám năm tuổi á những cái bông ở trong nhánh này anh nè lấy cái chĩa chĩa cắt hết mà trong khi bông ngoài ngọn thì lại không lật ngoài ngọn thì không lặt à, mà đi, đi đi bỏ trong đây mà anh biết không ở trong đây đó là nội sinh cao nó mới có cái bông ở trong đây làm dân cho uh, sầu riêng kiên nghiệp mà có bông ở trong nách này nè người ta mừng dữ lắm là đi chị em hỏi tại sao nói là nói là nó ốm tôi nói em mới hỏi em nói ủa chẳng lẽ mập nó đẻ được hả đâu phải như vậy à, không cần vậy cứ để tự nhiên nó đào thải rồi đến khi đó nó đào thải nhiều thì lại la làng lên thì em hỏi lại là chẳng lẽ để nó đậu hết nó chết hay sao nên nó cũng không biết nói hay sao luôn á nó là như vậy nó tự đào thải hết rồi khi nó bằng cái cây đèn cày á nó xuống nhị á nó tự nó đào thải hết không cần cực chúng ta chỉ chỉ coi có ngoài đầu cành thôi ví dụ đây nè ở đây đã có rồi nè thì đây lặt đi nè nó dụ vậy tiền nhỏ nó đỡ mất sức rồi ra giờ là tốt rồi quá wow, trời đó. Chưa, dư anh yên tâm dư nhá nên là, là là đừng có vậy mai là mùa nắng đó chứ mà mùa mùa mưa mà ở trên phun oligo mà ở dưới anh đổ amino thôi thì 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 thì, thì, thì chết dở em ạ à. đúng rồi đây chết thấp là... thiệt anh ở đây thấp thiệt các anh cái tình trạng mà mà đập nó xả lũ đó thì có nguy cơ là ngập nữa đó chứ không phải ấy đâu đánh rảnh đánh rảnh lên lên lên, lên đất đánh cái rảnh này nó sâu xuống sẽ lấy đất đất này cũng khó nó ngập lắm Đó, ngập yeah. kia là chính. à chỉ có năm nay là kỳ lạ Ở vậy thôi hả không có à rồi xong cây nào nữa cây nào đánh dấu nữa nhiều lắm cây cây kho đấy đây là cái phương pháp em nông dân miền tây người ta đợi cái này dữ lắm vì người ta sợ a à, lo rồi thì em nói anh anh Bữa cuối anh cái này anh trinh làm việc nhà nước mà nên rất là khó là khó để có thời gian để hẹn gặp tuấn mà tuấn là cũng khó thời gian gặp ảnh đó, ok, yeah, nó cái phải đỏ dạ. này là làm dấu là bữa không ra bông nè. À, đã đây hả? Rồi, ra hết trơn rồi. Nè, nó quay lại cho nông dân thấy nè, tự động nha. Tự động nó khô đi. Ha, không, không phải lo gì hết, đừng có gọi điện hỏi nữa. Đó, chứ không phải bị gì hết trơn á. Đương nhiên cứ giữ ẩm cho nó 40-60. Trong giai đoạn này là được rồi. Wow, wow, bông rồi. À. Thì năm nay đó thì em có hứa với nông dân miền Tây và sắp tới về làm bến tre một số vườn chuẩn bị làm đó là em dùng oligo em ức chế nha. Yeah. Nhưng mà em chỉ có muốn làm một nhà một nhà chỉ 4 năm cây thôi. 5 6 cây thôi. để cho người ta khỏi có lo. Chứ mất công người ta giao hết cái nồi cơm cho em người ta lo người ta gọi điện thoại hoài em muốn chết luôn vậy á. Rồi. quá trời rồi. À, đây. Nó rồi sao mà nó ra được trước được sau vậy anh anh Trinh? Thì ra mỗi nay thời tiết thất thường À, thất thường. thì nói trước nha Thì nói trước tại sao nè Thôi được rồi để em tắt cái video này em làm cái video khác Nó có cái nội dung khác